tâm nha, có bác sĩ, có anh đồ ở đây rồi, có mấy cô giúp cho con nha. Con cố gắng mà làm dưỡng bệnh nha, không sao hết, nay là con khỏe nhiều rồi nha. Anh Khánh vẫy tay một lần nữa chào mọi người đi. Vẫy tay cho À, mọi người ơi, anh Khánh vẫy tay được rồi nè. Đau bụng không Khánh? Đau bụng không? Giơ tay lên kìa. Giơ tay lên kìa. Giơ tay lên kìa. À, nghe giơ được rồi đó. Nhấc cái chân lên coi. Nhấc cái chân lên được không? Nhấc lên coi, giống sáng rồi. Nhấc, cố gắng nhấc cái chân lên coi. Nhấc cái chân lên. Chắc là anh đang mệt á. Thưa mọi người, cũng khoảng hơn 3 tuần rồi thì em mới quay trở lại với bệnh viện Chợ Rẫy ở khoa hồi sức cấp cứu của trung tâm ung bướu để gặp lại trường hợp của anh Nguyễn Duy Khánh. Nguyễn Duy Khánh là giáo viên ở Long Khánh, Đồng Nai, và như em đã thông tin với mọi người thì bệnh nhân khi mà đi dạy thêm về một buổi tối đã tông xe và máy cày dẫn đến một cái tai nạn rất là nặng và nằm liệt mấy tháng nay rồi, từ tháng 10 năm 2020 đến nay. Và hôm trước em gặp thì em gặp chú Long là ba của anh Khánh. Hai cha con phải nói là suy sụp tinh thần rất là nặng nề và phải đón một cái Tết có thể coi là cái Tết bi thảm nhất cuộc đời khi mà phải ở trong bệnh viện. Thì sau cái bài viết và cái clip chia sẻ đó thì được mọi người ủng hộ rất là nhiều. Hôm nay em cũng đến đây để em báo cái tin vui cho cô Ngọc là mẹ của anh Khánh, với lại anh Khánh là cô là bệnh nhân luôn, thì mình đã được giúp cũng vài trăm triệu rồi, và cái viện phí đến thời điểm hiện tại là tương đối ổn. À, chú Long là bữa giờ là chú Long về hả cô? Chú Long về để cô lên thay hả? Ảnh không, chị là ở thường xuyên trên đây, còn ảnh là đi đi về về để tưới cây ở nhà. Ảnh mới về sáng cái này. À, mới về hồi sáng hả? À, mới về hồi sáng để tưới. Hôm bữa con không có gặp cô thì hôm bữa là cô là về nhà để lo về gia đình hả? Không, cũng ở đây nhưng mà ở dưới trại hôm năm á, không có lên. Thì bữa giờ, từ bữa Tết đến giờ là cô có thấy tình trạng của anh Khánh nó ổn hơn chưa? Thấy khỏe hơn nhiều, thấy lên là thấy em nó tươi tỉnh hơn. Tay chân đồ thì bác sĩ kêu dở lên là em nó dở là được, nói chung là đỡ hơn khá nhiều luôn á. Dạ, rất là mừng. Đúng rồi, thấy con nó như vậy là chị rất là mừng luôn. Hôm bữa Tết là chắc là tinh thần suy sụp dữ lắm ha. Thì nói chung thì thấy con nó vậy thì mình cũng hơi buồn xíu, nhưng mà cũng cố gắng để cho cháu nó có động lực để nó vượt qua. Từ Tết tới giờ có vay thêm đồng nào chưa? À không, nói chung là từ hôm Tết tới giờ là người ta kiểu như cũng cho ủng hộ á. Dạ. Cho nên là cái tiền đó thì mình cũng đóng vô. À. Nhưng là mới bữa vừa rồi đây á, là hình như bữa 19, 20 gì đó, là ở dưới phòng công tác xã hội là có cho một cái phiếu là 280 mấy triệu đó. 280 mấy cô? 285 triệu. 285 triệu từ phòng công tác xã hội ha. Ngoài ra thì mình có nhận thêm cái tiền nào ở ngoài không? Có, tiền ở ngoài là khoảng 100 mấy á, chị không nhớ chính xác. 100 mấy, mình có nhớ cái khoảng là bao nhiêu không? Cái khoảng cỡ 120, 130. À, 130 triệu. Là hơn 400 triệu rồi tổng đúng không? À, và đúng bây rồi. Giờ thì hình như hồi nãy con nhận được cái thông tin từ chỗ phòng tác xã hội á. Và đến nay thì cái tiền mà phòng tác xã hội nhận được là hơn 300 triệu rồi. Và cao hơn cái bữa mà cô nhận cái giấy mà được đóng tiền viện phí á. Thì hôm bữa cũng nghe bác sĩ nói là cần số tiền khá lớn, nhưng mà bây giờ mình được ủng hộ như vậy thì cảm giác mình như thế nào? Chị cũng vui lắm, mừng lắm. Cũng cảm ơn coi như là các mạnh thường quân đã giúp đỡ cho gia đình, rồi như bác sĩ rồi mấy cô điều dưỡng đây cũng tận tình giúp cho cháu nó cũng
vượt qua được cái lúc bi kịch như này. Rồi ha, bây giờ để con hỏi thử bác sĩ coi tình hình hiện tại là như thế nào, với mình còn điều trị khoảng bao lâu nữa. Ha. À, anh ấy có nói chuyện được không? Tức là anh ấy nghe đúng không cô? Nghe, rồi nói thì nhiều khi có cái là chị hiểu được, còn có cái là không hiểu. Tại vì nó mở cái túi quả nên cháu nó không có nói ra tiếng. Thương quá mọi người ơi, từ một thầy giáo vừa mới đi làm thôi, thầy giáo dạy toán, tương lai đang rộng mở thì đùng một cái tai nạn đến quá bất ngờ. Hôm trước khi mà con nói những cái chuyện này ra thì anh còn rất là xúc động, ảnh giống như là anh bị anh tức chuyện gì nữa. Nói chung là nó mới tỉnh lại á, cho nên là em mới rất là sợ. Dạ. Nhưng mà mọi người sẽ theo dõi anh ha, dõi theo anh, lạc quan lên nha. Mình phải chia sẻ thì mọi người mới biết, mới giúp mình được. Về được thì mấy lúc đó mới muốn tính chuyện là trả ơn mọi người sau. Bây giờ mình phải khỏe lên trước đã nha anh ha, anh Khánh ha. À, bác sĩ ơi, chắc là nhờ bác sĩ nói luôn cái tình trạng hiện tại của bệnh nhân ha bác sĩ ha. Tình trạng bây giờ là như thế nào, bữa giờ mình điều trị như thế nào á? Bữa giờ thì điều trị cũng giống như cũ thôi. Tại mấy bác sĩ bên ngoại ca mật tụy người ta cũng đã xuống khám lại rồi, thì ta có chỉ định phẫu thuật, mặc dù biết là tại vì bệnh nhân khả năng suy mòn, cái khả năng hồi phục bệnh nhân, tức là cái suy mòn bệnh nhân nó nhiều quá nha, không thể chịu đựng được một cuộc mổ lớn. Thì bây giờ khoa hồi sức tích cực bên em thì sẽ cố gắng ha, để nâng cao thể trạng tổng trạng của bệnh nhân nha, rồi sau đó sẽ mời lại bên ngoại ra một tụy để chúng ta xem xét chỉ định mổ cái chỗ suy giò cho cháu nha. Tức là bây giờ là nâng cao thể trạng trước, nâng cao thể trạng. Yeah. Rồi khi mà thể trạng ổn thì mới có thể mổ được cái chỗ xì rò để mà vá lại đúng không? Đúng rồi. Yeah. Mình có dự kiến được là cái thời gian là để mà phục hồi mình là phối hợp chặt chẽ với khoa dinh dưỡng Chợ Rẫy thì chỗ tiến sĩ Tâm Nguyên Tâm thì sẽ cố gắng tích cực dinh dưỡng cho cháu nha. Yeah. Để nâng cao thể trạng cho cháu nha. Yeah. Yeah. Thấy hôm qua thì cân nặng cháu cũng có tăng lên, rồi cháu cũng ngồi, bắt đầu ngồi dậy được. Yeah. Thì ngồi dậy được rồi, bắt đầu mấy cái khối cơ bắt đầu có biểu hiện nó phát triển hơn ha. Rồi các vết thương thì nó lành, cái vết thương đường giữa, cái vết mổ lớn ở đường giữa thì nó lành tốt rồi, nó lành hết một nửa rồi. Có chiều dài khoảng 30 cm thì nó lành hết được 20 cm rồi, chỉ còn khoảng 5 đến 10 cm thôi. Cái vết thương ở đường bộ, ở giữa bụng ha, giữa bụng đó nha. Cái vết mổ đó, cái vết mổ cũ của cháu thì nó cũng bắt đầu lành lại rồi. Rồi cái khối cơ trên người cháu thì bắt đầu nó cũng đã bắt đầu tiến triển lên, bắt đầu cháu có cơ có thịt lại rồi. Nói chung là cơ có phục hồi, vết mổ cũ cũng lành, thể trạng cũng tốt hơn, cân nặng cao lên, tức là lên có tiến triển khả quan, có khả quan hơn. Thì cũng cố gắng cho cháu nha. Tại vì với những cái gì mà bác sĩ Tâm á, trưởng khoa dinh dưỡng như đó lên đã khám cho cháu rồi thì mình đặt hết hy vọng vào bác sĩ Tâm, từ ta là chuyên khoa dinh dưỡng giúp nâng cao thể trạng cho cháu để cho chuẩn bị cho cuộc mổ kế tiếp. Dạ, như vậy thì cái tiền mà đóng góp của Mạnh Thường Quân đến bây giờ là có đủ để mà bệnh viện trang trải được cái viện phí của bệnh nhân không ạ? Hiện tại thì bảo hiểm trả một phần rất là lớn, khoảng gần hơn 700 triệu. Nói chung là Mạnh Thường Quân đóng góp như vậy là đủ rồi. Là đến bây giờ là tạm ổn đúng không bác? Bây giờ tập trung là cái tiền mà là tập trung là về cái điều trị bệnh nhân thôi đúng không? Còn tiền thì cơ bản giải quyết được rồi ha. Giải quyết được rồi. Rất là cảm ơn những cái chia sẻ của bác sĩ ạ. Anh ấy anh không có nói được nên cũng không có phỏng vấn được, chỉ có thể giơ tay lên chào mọi người đi. Giơ tay trái lên. Đó. À anh nghe nè. Anh ấy chào là mọi người, anh ấy chào, anh ấy cảm ơn mọi người nè, thấy chưa? Với một cái người bình thường thì cái vẫy tay là rất là dễ dàng. Với một cái người nằm viện một thời gian nhiều tháng trời như là thầy giáo Nguyễn Duy Khánh thì đó giống như một cái sự cố gắng rất là lớn. Và chắc chắn là khi mà hồi phục về thì anh ấy sẽ tìm cách để mà làm tốt cái công việc của mình, để mà giúp đỡ mọi người lại, không phụ cái tấm chân tình của mọi người ạ. Một lần nữa mong mọi người có thể, nếu mà phát tâm thêm thì có thể tiếp tục hỗ trợ cho thầy giáo Nguyễn Duy Khánh để mà anh ấy có thể về sớm về với gia đình nha.
cô Ngọc ha. Thì hồi nãy con đã ghi nhận cái tình hình hiện tại, với lại là có một số tiền để cho anh ấy cũng là hơn 400 triệu rồi. Thì bây giờ con gửi thêm cho cô một phòng nhỏ thôi. Cái này là của một cái mạnh thường quân tên là cô Huệ ở Mỹ, với lại một hai người nào đó không biết tên, gửi cho mình một số tiền để mình có thể ăn uống trong một vài ngày ha. Rồi tiếp tục con sẽ đồng hành với ảnh để mà đi đến cái đoạn đường cuối cùng tốt đẹp nhất là được xuất viện. Có gì con cứ báo cho con liền nha. Chị cũng không biết gì đâu, thì giờ thì cũng cảm ơn là chú là em đã cũng đến đây để kêu gọi những người kiểu như là giúp đỡ cho gia đình. Sau đó là chị cũng cảm ơn mạnh thường quân đã giúp đỡ cho gia đình chị. Và tới ngày hôm nay thì cháu nó thấy như vậy là cũng mừng lắm rồi. Hơn nữa là cũng cảm ơn các bác sĩ đồ ở đây cũng tận tình giúp cho cháu nó có ngày hôm nay là hai chân đồ là nó dơ như vậy, là chung là phải nói là cháu nó sống lại rồi. Sống lại rồi ha cô. Dạ, rất là mừng luôn. Anh chưa có gia đình, anh chưa có người yêu đúng không? Chưa, nó học 4 năm ra trường là vô đi dạy là được 2 năm mấy rồi. Dạ. Dễ thương quá. Giờ là coi như là thấy như vậy là mừng lắm luôn, không biết nói sao nữa. Dạ. Chỉ là biết cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ cho gia đình chị thôi. Vâng. Con bắt tay cô cái ha, con viên mình cái ha, cố gắng ha cô ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn theo dõi cái hoàn cảnh của Hoàng Lê đã đăng tải nha. Chúc mọi người một năm mới thật là vui ạ. Chị cũng cảm ơn nha, cảm ơn.